Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 109 Các vị đồng học, xin chào mọi người Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 97 Đoạn thứ 97 Chỉ trời đất thề thuốc làm chứng cho lòng dạ xấu xa Diện dẫn thần minh hồng chứng dám chuyện tồi tệ Hai câu này Vẫn là thuộc về đoạn Vô kỵ đạn chi ác phía trước Hai câu tiếp phía sau là Cho rồi lại hối Giai mượn không trả Phần này vì sao là thuộc về Bất nhân thứ chi ác Yeah, hai câu phía trước rất dễ hiểu chính là người thế tục chúng ta thường hay nói là phát thể thề thốt cầu thần linh làm chứng giám tự mình làm ác đa đoan mà vẫn cứ cho rằng mình làm đó đều là chánh pháp cơ thể đối chất Giới thiên địa thần linh Cái ác này rất lớn, rất lớn Ở trong phần tiểu chú nói rất hay Trời đất vô tư Thần minh chánh trực Thuận theo sẽ tốt lành Trái nghịch sẽ hung hiểm bốn câu nói này chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ phía trước chúng ta đã đọc qua thông minh chánh trực thì gọi là thần sau khi bạn chân chánh hiểu rõ thì mới biết chúng ta làm người phải nên dùng tâm thái như thế nào để đối diện với thiên địa thần minh việc dạy học của nhà phật trong lúc giảng giải chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi nội dung mà chư phật bồ tát dạy học ông nằm ngoài ba sự việc Việc thứ nhất Là dạy chúng ta Mối quan hệ giữa người với người Chúng ta phải nên xử sự đối người tiếp nhật như thế nào Thuận Học vấn Ở trong Cái chữ thuận này Rất lớn Thế Pháp Là đạo đức nhân nghĩa lễ Tương ưng với những cái này là thuận Bạn được chính là phước Trái ngược với cái này thì Cái bạn được là hung tai Việc này các vị có thể nhìn thấy từ trong lịch sử nếu như đầu óc chúng ta sáng suốt một chút trong xã hội hiện thực thì đó đặc biệt rõ ràng thế nhưng cũng có người làm ác Mà hiện tại họ được hưởng phước Người hành thiện Thì hiện tại lại đang chịu khổ chịu nạn Việc này rốt cuộc là như thế nào Thế là chúng ta liền sanh ra Thái độ hoài nghi Đối với thiện ác báo ứng Ở trên kinh Phật đã nói cho chúng ta rất rõ ràng người làm ác hiện tại vẫn được hưởng phước là bởi vì đời trước họ tu được phước lớn dư phước của họ vẫn chưa hưởng hết nguyên nhân là như vậy người tu thiện mà hiện tại vẫn chịu khổ chịu nạn là do cái dư ương bất thiện của đời trước vẫn chưa hết nhân quả thông ba đời phải nên hiểu cái đạo lý này cho nên ở trên kinh phật nói muốn biết nhân đời trước xem thọ nhận đời này những gì thọ nhận của đời này là do đời trước tu mà có được muốn biết quả đời sau xem tạo tác đời này trong một đời này của chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác hiện tại là đang tạo nhân quả báo sẽ ở đời sau nếu như cái nhân này mà sức mạnh lớn thì ở trong đời này cũng có thể có quả báo bạn có thể nỗ lực để tu thì sẽ được những mệnh của bạn sẽ thay đổi mọi người đọc liễu phàm tướng huấn thì thấy có những thí dụ vô cùng rõ ràng tiên sinh liễu phàm ở đời trước tu thiện không nhiều sau khi hiểu rõ được cái đạo lý này thì nỗ lực tu học thế là trong cuộc đời này của ông liền thay đổi trong nhà Phật thường nói là gặp hung hóa cát gặp nạn thành mây cuộc đời của ông liền thay đổi trở lại cuộc đời này thay đổi trở lại thì nhà Phật nói là hoa báo hoa báo mà tốt hoa báo mà thù thắng thì quả báo ở trong đời sau của chúng ta cũng có thể suy ra được phước báo trong đời sau nhất định là thù thắng hơn phước báo trong đời này, rất là nhiều lần. Nếu như cuộc đời này làm ác mà không sửa đổi, cho dù vẫn còn dư phước trong đời quá khứ, vẫn có thể duy trì được việc đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng sau khi thọ mạng đời này hết rồi Thì khổ báo trong đời sau Sẽ không thể tưởng tượng nổi Người thế gian có mấy ai nghĩ đến vấn đề này chứ? Người không học Phật Pháp thì không biết đến Bạn có nói với họ thì họ cũng không tin Họ cũng không tiếp nhận kỳ thật người chân thật học phật thì cũng có mấy người có tâm cảnh giác cao độ đến như vậy vì sao không đề khởi được tâm cảnh giác vậy vì đã mê ở trong hoàn cảnh hiện thực rồi việc này rất đáng sợ cho nên vì sao mà ngày ngày cần phải đọc kinh Đạo ngày ngày cần phải giảng Nguyên nhân không gì khác Là để thức tỉnh chúng ta giác ngộ mà thôi Tự mình làm sai lại không thừa nhận Còn có thể phát thệ thầy thốt Để chư Phật Bồ Tát Thần Minh đến làm ngụy chứng cho chúng ta làm gì có đạo lý như vậy loại tâm hạnh như vậy là đại cực ác thiên địa quỷ thần đến làm chứng minh cho bạn chứng minh cái gì chứng minh cho bạn tạo ác đa đoan chứng minh cho bạn làm ác không biết hối cải Mấy ngày trước Có một số đồng tu đến gặp tôi Tôi hỏi một vấn đề Ở khu vực Nam Đầu Bộ Lý Phật Pháp ở đó rất hưng thịnh Chưa chiền sang sát Là một khu vực thù thắng nhất của Phật giáo Đài Loan Vậy thì vì sao ở nơi đó lại xảy ra động đất rất lớn vậy? Thế là mọi người sanh ra sự hoài nghi đối với Phật Pháp Nói là Phật Pháp không linh Đây vẫn là do đọc kinh quá ít Nghe Pháp vẫn chưa đủ Bạn không hiểu được nhân duyên quả báo ở trong đó Tuyệt đối không phải là nói Xây lên một ngôi chùa Dựng lên mấy bức tượng Phật Bồ Tát Thì cái nơi này liền linh thiêng Không có sự việc như vậy Ngạn ngữ thường nói Tượng Bồ Tát qua sông thân mình còn khó giữ thì làm gì có đạo lý như vậy Phật Pháp có hưng thịnh hay không Là ở nhân tâm Nhân tâm hướng đạo Thì Phật Pháp liền hưng dưỡng Người xưa Cũng thường hay nói có chùa mà không có đạo Không thể nào hưng giáo Trong ngôi chùa đó có đạo hay không? Có một người chân thật tu đạo hay không? Bạn nói ở trong ngôi chùa đó nhiều người như vậy Ai ai cũng tu đạo Có Việc đó không dễ gì Cho dù có một hoặc hai người chân thật tu đạo Thì cái nơi này cũng là có phước rồi nếu như một người chân thực tu đạo mà cũng không có Vậy thì tai họa không thể nào tránh khỏi Cho nên vấn đề là Có người tu đạo chân thật hay không? Các vị cứ từ chỗ này mà quan sát Nghiệp nhân quả báo Thì bạn hiểu rõ rồi Tôi cũng nêu ra một cái thí dụ với mọi người Sáng Vân Pháp Sư sống tại Nam Đầu Cũng sống tại khu vực này Vì sao đạo tràng của ông không diệt gì? Sao các vị không suy nghĩ thử xem? Cũng vào tháng trước Ông chủ nhà In Thế Hoa đã đến nơi đây gặp tôi cũng nói với tôi chuyện mấy năm trước. Họ có nhà kho ở Tam Trọng. Nhà hàng sớm thì bị cháy. Nhà cửa xung quanh toàn bộ đều cháy hết. Nhưng nhà kho của ông thì không sao. Nhà kho của ông nằm ở khu vực bị cháy. Xung quanh đều bị lửa cháy hết, duy nhất chỉ có nhà kho của ông là không cháy. Thật là không thể nghĩ bà Trong kho có ông đang có đại tạng kinh Trước đó Chúng tôi và Phật Đà giáo dục cơ kim hội Cùng in một ngàn bộ đại tạng kinh Đều đang để ở nơi đó Nơi có chánh pháp Thì long thiên hộ trì Cho nên ông tin, ông êm kinh Phật cho chúng tôi thì giá thành luôn tính thấp nhất. Ông hiểu được làm việc tốt thì sẽ có quả báo tốt. Làm gì mà không có chuyện cảm ứng chứ? Chuyện cảm ứng là rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là từ bên Trung Quốc truyền qua đây. Các đồng tu bên Trung Quốc cũng thừa qua bên đây đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những sự việc cảm ứng không thể nghĩ mà. Vấn đề là bạn có chân thật tu hành hay không Xuất gia mặc bộ đồ này Cũng không có tác dụng gì Bạn mặc bộ đồ này lên Thì có thể thành Phật hay sao Ngạ ngữ nói Không phải là không có đạo lý Trước cửa địa ngục Có nhiều tăng đạo Ý nghĩa của câu nói này Chúng ta phải nên hiểu Là người nào đọa địa ngục vậy người xuất gia đọa địa ngục ở trong địa ngục người xuất gia nhiều nhất cho nên tôi không khuyên người khác xuất gia à tất gì khuyên bạn đọa địa ngục chứ người xuất gia vì sao lại đọa địa ngục vậy mấy ngày qua chúng tôi cũng đã giảng qua vài lần người xuất gia là hình tượng của phật bồ tát là đại biểu của phật bồ tát nếu có thể khiến cho hết thảy đại chúng trong xã hội khi nhìn thấy bạn mà cung kính tán thán thì bạn là đang giác vàng cho tượng phật là hình tượng tốt bạn có công đức vô lượng Còn nếu khiến cho xã hội đại chúng nhìn thấy bạn Mà phê bình bạn Chỉ trích bạn Đó chính là khiến cho xã hội đại chúng Vì bạn mà xỉ nhục tam bảo Cái tội này Thì đọa A tỳ địa ngục Chứ không phải nói là bạn phá hoại Phật Pháp như thế nào đó Mà là hình tượng của bạn đã hư hoại rồi bản hiệu đã hư rồi người xuất gia là tấm bản hiệu của phật bồ tát từ đây mà thấy người xuất gia hình tượng rất là quan trọng ở trước quảng đại quần chúng chúng ta giữ gìn tốt cái hình tượng khi ở nơi không có người cũng phải giữ gìn tốt cái hình tượng vì sao vậy vì có quỷ thần giám sát quỷ thần mà nếu xem thường bạn quỷ thần mà nếu sỉ nhục bạn thì bạn vẫn là phá hoại hình tượng của tam bảo không phải là nói chỗ nào không có người thì có thể tùy tiện một chút vẫn là phải đọa địa ngục phật giáo hóa chúng sanh không phải là một khu vực không phải là một phạm vi nhỏ chúng ta cũng thường hay đọc được ở trên kinh luận phật là vĩ đại tâm bao thái hư lượng châu xa giới phật là phổ độ chúng sanh Chúng ta quy nạp lại mà nói Chúng sanh mười Pháp giới Phật đều phổ độ Đệ tử của Phật Chúng sanh mười Pháp giới đều tôn kính Cho nên khi họ nhìn thấy hình tượng của bạn Thì có đáng để cho họ tôn kính hay không? Trì giới tu định y giáo tu hành chúng ta thường nghe tổ sư nói người như vậy được chư phật hộ niệm long thiên quỷ thần ủng hộ tôn kính bạn bạn đây là đệ tử phật bạn thành tựu vô lượng công đức nếu như bạn phóng vật bạn tùy tiện không giữ quy củ giới luật Tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình Thì bạn đang phá hoại hình tượng của Phật Pháp Tương lai bị đọa vào A Tỳ địa ngục Mà vẫn không biết nguyên nhân vì sao mình bị đọa Bạn nói xem bạn có đáng thương hay không Ngày nay, những người xuất gia này Bao gồm cả chúng tôi ở trong đó Bình tâm mà phán tỉnh Lời giáo huấn của Phật Chúng ta đã làm được mấy câu rồi Chúng ta niệm niệm dẫn cho rằng Chính mình rất giỏi Ở trong xã hội đầy chúng Dẫn cho rằng chính mình là đại biểu Của Phật Pháp cống cao ngã mạng Xem nhẹ tín đồ Mà trên thực tế Thì sự hành trì của chúng ta lại thua xa Người tại gia rất nhiều Ngày trước là cư sĩ quan Niệm Tổ từng nói Thế giới hiện tại đã điên đảo rồi Ngày xưa học Phật Tu hành luận về thanh tựu Thì nam chúng xuất gia là đứng đầu Xếp ở hạng thứ nhất Thanh tựu nhiều nhất Kế đến là nữ chúng xuất gia Kế đến nữa là nam chúng tại gia Sau cùng mới đến là nữ chúng tại gia đây là ngày xưa bất luận là luận về chất hay luận về lượng đều như vậy thời buổi hiện nay thì đảo ngược rồi lời của ông nói không sai chúng tôi tỉ mỉ quan sát lấy việc giảng sanh mà nói nữ chúng tại gia nhiều nhất kế đến là nam chúng tại gia kế đến nữa là nữ chúng xuất gia sau cùng mới là nam chúng xuất gia thế giới hiện tại đã điên đảo mất rồi những lời này sâu sắc đáng để cho chúng ta phản hấn tĩnh mà kiểm điểm chúng ta tương lai rốt cuộc là muốn đi về đâu nếu như vẫn là muốn đến địa ngục muốn đến ngạ quỷ Xúc sanh Vậy thì được rồi Bạn cứ việc tùy thuận tập khí của chính mình Tùy thuận phiền não vậy Nếu như bạn muốn Không họ ba đường ác Siêu dược tam giới Nếu bạn không giữ quy củ Thì bạn nhất định là không đạt được rồi Ấn quan đại sư Đại từ đại bi Dạy chúng ta học tập liễu phạm tứ hướng Dạy chúng ta học tập cảm ứng thiên Mục đích của việc học liễu phạm tứ hướng là gì? Biết rõ nhân quả mục đích là ở chỗ này vậy thì mục đích của việc học cảm ứng thiên là gì không đọa ba đường ác cho nên chúng ta hãy xem những giáo huấn này trong cảm ứng thiên cái thiện thì chúng ta đã làm được chưa chúng ta đã làm được mấy điều rồi cái ác thì chúng ta đã phạm bao nhiêu Cho nên lấy cảm ứng thiên Mà tỉ mỉ đối chiếu với khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta Thì chúng ta sẽ hiểu rõ Là sau khi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu Ấn tổ thị hiện trong thời mạt Pháp đại từ đại bi dùng hai quyển sách này để giúp chúng ta phán tỉnh kiểm điểm nếu như chúng ta vẫn thờ ơ không để ý không đem những giáo huấn này làm thành một sự việc lớn vì thì chúng tôi có thể nói một câu khẳng định đọa ba đường ác Hiện tại vẫn là dáng vẻ một con người Chớp mắt một cái là đã đi vào trong tam độ rồi Ở chỗ này trong hai câu chúa giải Thuận theo sẽ tốt lành Trái nghịch sẽ hung hiểm Báo ứng như tiếng giang Đây là nói đến báo ứng Chúng tôi căn cứ vào kinh giáo Mà biên soạn ra Tịnh tông tu hành thủ tắc Các chị nếu như có thể đem một trăm điều này Mỗi ngày phản tỉnh đều làm được Bạn nhất định được sanh tịnh độ Phần lượng cũng không nhiều chúng ta hãy chăm chỉ mà làm nếu như làm không được thì cả đời này cho dù mỗi ngày niệm mười vạn câu phật hiệu cũng không thể giảng sanh cổ đức nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công niệm phật giảng sanh tịnh độ không phải ở việc bạn niệm phật được bao nhiêu mà ở tại tâm địa bạn phải thanh tịnh, tâm tịnh thì Phật độ tịnh là ở tại tương ưng giáo huấn của thế tôn của A Di Đà Phật chúng ta đã làm được bao nhiêu rồi là từ chỗ đây mà luận không phải nói tôi mỗi ngày lại Phật được bao nhiêu lại Hay là niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu Không phải ở chỗ này Bạn xem ngẫu ích đại sư đã nói với chúng ta Giảng sanh phẩm vị cao hay thấp Là do niệm Phật công phu sâu hai cạn Công phu là gì? Công phu là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Đây là công phu Chúng ta phải quan sát ở chỗ này Dạng lần không nên hiểu lầm Không nên lướt qua Các vị đồng học Xin mời xem tiếp hai câu phía sau Của đoạn 97 Trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên Cho rồi lại hối Giai mượn không trả Phần này vì sao Là thuộc bất nhân thứ chi ác Trước tiên chúng ta Đọc qua chú giải một lần Chú giải nói rất hay Kẻ đã thí xả rồi Sau đó hối hận Xét đến thổ đầu Rốt cuộc là Chẳng do chân tâm thích làm lành Bất quá là nhất thời cao hứng cầu danh Mong được phước đó thôi Chỗ khởi nguồn đã trật Sao không hối hận gì sao cho được Nếu là chân tâm thí xã Ta và người đều không Chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi này Do vậy người làm lành Chẳng thể không dốc sức biên định Nơi một niệm vừa mới chớm nảy phía sau còn có đưa ra một số công án nhân duyên chúng ta hãy tỉ mỉ mà xem xét ở trong chú giải này việc bố thí rồi mà hối hận thì hiện tượng này rất phổ biến thậm chí là chính bản thân chúng tôi cũng có đích thực là giống như trong sách đã nói việc bố thí này không phải là thật lòng không có thành ý không phải là hoan nghỉ bố thí mà là do miễn cưỡng đại đa số là do muốn giữ thể diện hoặc là do người khác thỉnh mời nhất thời không thể nào không làm sau khi bố thí rồi thì hối hận họ có được quả báo hay không Phật ở trên kinh nói với chúng ta: Phạm là việc bố thí thì nhất định có quả báo. Cho dù đó là miễn cưỡng, dù sau khi bố thí mà hối hận thì vẫn là có quả báo. Nếu như bố thí tài, bạn vẫn là được tài phú. Bạn xem thế gian chúng ta có một số người phát tài có một số người thì tiền tài đến một cách vui sướng, không phải lo nghĩ mà họ kiếm được rất nhiều tiền, không cần phải bận tâm. Thế nhưng cũng có một số người kiếm tiền lại rất là dứt dã, họ mới kiếm được tiền. Đây là nguyên nhân gì? ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta, khi họ bố thí. Nếu bố thí một cách vui sướng, hoan hỷ thì tương lai họ được tài phú cũng được một cách vui sướng không phải tốn công tốn sức. Nếu như khi bố thí là do người khác mời thỉnh, họ bố thí một cách miễn cưỡng, sau khi bố thí lại còn hối hận, vậy thì khi họ được tài phú thì cũng có được một cách nhức giả rất gian nan không được dễ dàng nhưng họ vẫn có được từ đây có thể thấy việc của thí phước nhất định là không uổng công chúng ta hiểu rõ được đạo lý này phật nói với chúng ta là lời chân thật chúng sanh trong lục đạo niệm niệm mong cầu không gì ngoài tài phú thông minh trí huệ khỏe mạnh sống lâu đều không nằm ngoài ba điều này ba điều này là dục vọng căn bản hết thầy chúng sanh đều có có cách nào để được mãn nguyện hay không ngạn ngữ thường nói Việc không như ý thường đến 8-9 phần Từ đây có thể thấy Trong 10 người thì có đến 8-9 người Không thể được mãn nguyện Chân thật mà nói thì một phần 10 mà có thể được mãn nguyện Vì thì cũng đã rất nhiều rồi Trên thực tế thì không chỉ 8-9 phần 10 E là 8-9-10 phần 10 trong một trăm người trong một ngàn người khó mà có một người được xứng tầm vừa ý đây là do nguyên nhân gì người thế gian không biết họ không hiểu được cái nguyên nhân hiểu được nguyên nhân thì sự việc sẽ dễ dàng rồi là do không biết nguyên nhân nhìn thấy người khác được tự mình cũng muốn được người khác dùng phương pháp gì để có được thì họ cũng muốn dùng cái phương pháp đó thế là nhìn thấy người khác có được thành công họ thì thất bại từ đây mà biết hết thảy những cách thức phương pháp thì trong nhà phật nói đó chỉ là tăng thượng duyên mà thôi nếu như trong mạng của bạn không có tài phú thì bất luận là dùng phương thức gì bất luận là dùng thủ đoạn gì thì cũng là uổng công vô ích bạn sẽ không đạt được Nếu trong mạng mà có Bất luận là bạn dùng phương thức gì Bất luận dùng cách thức nào Thì cũng sẽ dễ dàng mà có được Cho nên có câu nói Trong mạng có thì sẽ có Trong mạng không có Đừng nên cưỡng cầu Hướng hồ là quả báo Tự có Thời tiết nhân duyên của nó có người thì phước báo từ thời thiếu niên đã đạt được rồi cha mẹ chính là tăng thượng duyên của họ được hưởng phước đến khi trung niên Đến khi họ tự mình phải chủ trì gia đình Thì thất bại thảm hại rồi Nhết nhát Thảm thương Loại người như vậy Ở trong xã hội chúng ta nhìn thấy rất nhiều Đây là do phước máu của họ Đã hưởng hết khi còn trẻ Không còn dư phước Đã hưởng hết rồi Loại người này rất đáng thương Cảnh già thê lương Khi trẻ chỉ hưởng phước Mà không biết dung bồi phước Có một số người đến tuổi trung niên thì phước lớn Nếu như không minh bạch những đại đạo lý này Họ vẫn còn một chút dư phước Vẫn có thể duy trì đến những năm cuối đời Nếu như khi phát đạt mà không biết tu phước xem rẻ phước báo của chính mình vui chơi trụy lạc bỏ bê nhiệm vụ vậy thì phước báo sẽ rất nhanh mà tiêu tan hết cuối đời chính là phải chịu khổ loại người như vậy trong xã hội ngày nay cũng rất nhiều chúng ta đều nhìn thấy rồi Họ khi 40, 50 tuổi Thì hoàn cảnh cũng rất tốt Nhưng đến khi 60, 70 Thì vô cùng thê lương Từ đó cho thấy Phước báo đến Thì khoảng thời gian nào Phước báo đến Mà đáng để cho con người ca tụng nhất Những năm cuối đời Những người xem tướng đoán mạng của thế gian thường hay nói là anh có hậu vận tốt có hậu vận là tốt rồi vì sao vậy khi còn trẻ tuổi chịu khổ một chút thì có là bao có thể lực có thể nhẫn chịu được những năm cuối đời có hậu vận tốt có những người trẻ chăm lo thì đây mới thật sự là phước báo cho nên con trẻ mà hướng được phước báo Thì không phải là phước báo chân thật Tuổi trung niên hưởng phước Cũng không phải là phước báo chân thật Là xem người đó cuối đời có phước hay không mà thôi Đây là thời tiết nhân duyên Người chân thật hiểu được cái đạo lý này Thì sẽ đem phước báo của chính mình Để dành đến cuối đời mới hưởng đương nhiên thời trẻ bạn không biết không hiểu chuyện đến tuổi trung niên thì hiểu chuyện rồi phước báo của chính mình hiện tiện thì không hưởng thụ nữa đem giúp đỡ xã hội giúp đỡ những người khổ nạn của thế gian tự mình có phước đều đem cho họ hưởng thì phước báo như vậy sẽ được lưu lại đến cuối đời Người thông minh thì mới hiểu Người có trí huệ thì mới hiểu cái đạo lý này Cuối đời sẽ có phước báo hưởng không hết Cho nên khi bố thí Nhất định là không hối hận Khi bố thí thì quan hỷ vui sướng mặt bố thí Tương lai đến khi bạn thọ nhận phước thì hết thảy đều thuận lợi Hết thảy không chướng ngại Cho nên phải thật tâm mà bố thí Tôi thực tại mà nói Cuộc đời này Vô cùng may mắn Trong đời quá khứ Tôi không có tu phước Có tu được một chút quệ Tên Kinh Phật nói Tu huệ không tu phước Là hán ôm bình bác không Nửa đời trước của tôi Đời sống vật chất vô cùng gian khổ Thời thiếu niên không có phước báo Thời thanh niên trung niên cũng không có phước báo một chút phước báo cuối đời này của tôi Không phải là tu được trong đời trước Đời trước đích thực là không tu phước Cuối đời có được chút phước báo này Là do sau khi học Phật Biết được đạo lý này mới tu Sau khi tu thì thật sự có hiệu quả Cái phương pháp này là chương gia đại sư dạy cho tôi Bố thí Lúc bắt đầu bố thí Thì cũng cảm thấy đau khổ Cũng không dễ chịu lắm Dần dần cũng đã tập thành một thói quen Đại khái cũng hết 20 năm Thì việc bố thí mới sanh tâm ngoan hỷ Mới không còn một chút miễn cưỡng nào nữa Thật là không dễ dàng Tập khí keo kiệt tham lam Từ vô thủy kiếp đến nay Thật là khó để mà trừ bỏ nó Khó mà diệt trừ Việc này đắc lực cũng là nhờ hàng quán trưởng Hàng quán trưởng nhìn thấy người ta cúng dường cho tôi Bà liền hỏi xin tôi rồi lập tức lấy đi hết ép tôi không thể nào không buông xả không thể nào không bố thí đây là một cái tăng thượng duyên tốt nếu như bà thấy tôi có tiền mà bà không hỏi xin tôi tiền của tôi càng ngày càng nhiều vậy thì tâm tham của tôi sẽ tăng trưởng cho nên có lúc bạn nhìn thấy cái nghịch thượng duyên thì vẫn là một việc tốt không phải là việc xấu Lúc đó thì không hài lòng đối với bà Nhưng hiện tại thì lại vô cùng cảm ơn Biết được đó là bà đã thay tôi là một việc tốt Tham Xuân si mạng cũng từ đây mà nhổ trừ Bố thí đặc biệt là không so tính suy nghĩ đến việc hồi báo thì phước báo này càng lớn hơn nếu mong cầu quả báo thì phước báo sẽ nhỏ lại việc bố thí của bạn đến khi bạn nhận được thì cho và nhận là bằng nhau nếu khi bố thí mà hoàn toàn không có cái ý niệm mong cầu quả báo thì quả báo có được sẽ vượt hơn những gì mà bạn bố thí rất nhiều. Đây là đạo lý gì? hữu tâm bố thí thì quả báo của bạn là có phạm vi, ý niệm của bạn chính là giới hạn, cho nên phước báo cũng là có hạn. vô tâm tức là không có ý niệm bố thí, tâm lượng của bạn bằng giữa hư không pháp giới. Thì phước đức không thể đo lường Phật ở trên Kinh Đại Thừa Đặc biệt là trên Kinh Bát Nhã Đã nói rất nhiều Câu thứ hai là Vay mượn không trả Đây là nói chúng ta mượn đồ của người khác Sau khi mượn xong thì sao Sau khi mượn rồi thì không trả đây là thuộc về hành vi trộm cắp mượn mà không trả là thuộc về trộm cắp chưa được sự đồng ý của người khác mà chiếm làm của riêng thì đều thuộc về trộm cắp quả báo của trộm cắp là gì nghèo khổ bạn trộm cắp tài vật của người ta tương lai quả báo là bạn thiếu thốn tài vật đời sống vật chất của bạn sẽ trải qua rất vất vả bạn trộm cấp pháp thì bị quả báo ngu si nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng sai chúng ta phải nên biết cho nên trong hết thảy hành vi tự mình phải lập tức có thể nghĩ đến đạo lý và cảm ứng của nhân quả thì chúng ta sẽ biết được làm thế nào để xử sự đối người tiếp vật ở trên nhân mà bạn làm được thật viên mãn. Thì quả báo của bạn làm gì mà không thiện chứ? Trong thiện nhân được thiện quả. Thế Tùng. Vì chúng ta giảng thập thiện nghiệp đạo kinh. Bạn xem ở trên kinh đã nói bạn tu thiện thì bạn được quả báo như thế nào bạn tạo tác bất thiện thì quả báo tương phản vừa dặn ra sao bạn dùng thiện tâm đối đãi với người thì người khác cũng dùng thiện hạnh để hồi báo chúng ta chúng ta dùng ác ngữ với người người ta cũng dùng ác ngữ để hồi báo lại cho chúng ta Từ đó có thể biết Ác ý với người Thì trên thực tế là ác ý với chính mình Thiện ý đối với người Thì đó chân thật là thiện ý đối với chính mình Đây là chúng ta thường nói Ta người không hai ở chỗ này cần phải sâu sắc mà ngộ nhập hết thảy chúng sanh hư không pháp giới là chính mình tốt với người là chân thật tốt với chính mình trong phần tiểu chú có mấy câu chúng ta phải nên ghi nhớ phà mượn vật dụng của người phải nên chú ý quý tiết giữ gìn mượn vật dụng của người khác nếu chẳng phải là bất đắc dĩ đừng nên mượn mượn rồi dùng xong hãy ngay lập tức trả lại mấy câu nói này là chân lý chúng ta phải ghi khắc ở trong tâm nhất định không thể nào vi phạm ta mượn đồ của người khác thực tại là bất đắc dĩ mới đi mượn nếu có thể không mượn thì tốt nhất là đừng mượn thực tại là bất đắc dĩ lắm thì mới đi mượn của người ta mượn đồ đích thực là những vật dụng mượn được thì phải yêu quý nhất định là không thể làm hư hại sau khi dùng xong thì nhanh chóng trả lại thế nhưng người có phẩm đức như vậy không nhiều. Khi tôi còn trẻ tuổi, xin nói với các vị là đời sống của tôi vô cùng khốn khổ, tôi không có gì cả. Tôi rất thích đọc sách, cho nên để có một chút vật chất nhỏ bé đó, tôi thực sự đã phải giảm ăn giảm mặc vì ưa thích mua sách yêu thích đọc sách sách của tôi tôi không cho người khác mượn vì sao không cho mượn gì lúc trước đã cho mượn qua vài lần lúc được trả lại thì không còn nhận ra sách của mình nữa cho nên vì sao sách của tôi không cho người khác mượn nữa vào lúc đó thì tình hình là như vậy sau khi tiếp nhận giáo huấn của chương gia đại sư biết được là phải nên tu bố thí thế là người ta mượn sách của tôi tôi liền cho họ mượn nếu có hư hỏng thì khi trả lại tôi sẽ tự sửa chữa Đặc biệt là sách đóng gáy bằng chỉ Không giống với cách đóng sách của ngày nay Sách đóng bằng chỉ là loại hai trang Nếu bị bung đứt thì tôi tự mình sửa lại Sau khi xem xong mà lập tức trả lại Thì trong quá khứ qua lại với tôi chỉ có một người là Pháp Sư Thánh Nghiêm đây là ở Pháp Cổ Sơn Đài Loan Là Pháp Sư Cùng thọ giới với tôi Ông rất đáng tin Hơn nữa khi vượng sách của tôi thì ông giữ gìn Rất là tốt Ông có cái phẩm đức này Những Pháp Sư khác thì không thể tin tưởng chuyện này Cũng có không ít sách sau khi họ mượn Thì không thấy nữa khi bạn đi hỏi họ thì họ không thừa nhận tôi đâu có mượn của ông đâu bạn nói xem thật sự là hết cách có ai đi ghi biên nhận đâu chứ cũng có một số người thừa nhận tôi tìm không thấy nữa không biết là nó đi đâu rồi đây thật là không biết phải làm sao đây đều là không có trách nhiệm thực tại họ nói đều là có mối quan hệ nhân quả Chúng ta thường ngày Phải nên nuôi dưỡng đức hạnh tốt đẹp Chúng ta chịu giúp đỡ người khác Thì người khác cũng chịu giúp đỡ chúng ta Chúng ta có thể yêu quý đồ vật của người khác Người khác cũng sẽ yêu quý đồ của chúng ta Nghiệp nhân quả báo Tơ hào Chẳng sai ở đây tuy là việc nhỏ trong đời sống thường ngày Nhưng có liên quan đến đức hạnh của chúng ta Có liên quan đến quả báo trong tương lai của chúng ta Đây đều là đang tạo nhân được rồi, hôm nay thời gian đã đến. Tôi xin dẫn đến đây thôi. A-di-đà Phật. sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a Còn, com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật